xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Dương Cô Nương. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ khoe cho các bạn một món đồ siêu hot. Ta-da! Ôi dồi, rơi mất đấy. Đây chính là máy biến đổi giọng nói các bạn ạ. Nghe như kiểu là mình sắp trở thành cái gì nhỉ? Thám tử lừng danh Conan đấy nhỉ. Đây thì đúng như cái tên gọi của nó chính là cái máy này có tác dụng là thay đổi giọng nói, biến cái giọng nói của mình thành giọng nói của một người khác. Các bạn có biết tại sao mình phải mua cái máy này không? Là tại vì nhá, đợt này ấy, chị My rất là xấu tính, khó tính ấy, các bạn biết cái kiểu ích kỷ không? Mỗi khi mình mượn cái đồ gì, ví dụ như quần áo này, hoặc là mấy cái đồ trang điểm, chị My lại bảo, tao ước gì mày trở thành một đứa con trai để không bao giờ mượn đồ chị My. Trong khi chị My mượn đồ mình cái gì mình cũng cho, mà bây giờ mình mượn chị My rất là hón. Đấy, mà chị My nói cái câu đấy, nói đi nói lại, nên là mình hôm nay quyết định sẽ chôn chị My, là mình sẽ trở thành một đứa con trai thật, xem là phản ứng của chị My như thế nào nhá. Rồi, trước khi thực hiện cái màn chôn đấy thì mình sẽ giới thiệu qua về cái máy thay đổi giọng nói này đã. Đây, cho các bạn xem. Thì cái máy thay đổi giọng nói này nó chỉ bé bé xinh xinh như thế này thôi, mà giá thì cũng không đắt lắm. Mình mua đặt ở trên Shopee là bao nhiêu nhỉ? Hơn 200.000 các bạn ạ. Đây, ở đây thì người ta đã cho sẵn mình một cái dây sạc cáp để có thể nối với điện thoại. Điều hạn chế ở cái máy này là nó chỉ có thể sử dụng khi mà nó kết nối với điện thoại, chứ không thể nào sử dụng độc lập được. Bây giờ thì mình sẽ cắm nó vào cái mục này. Đây. Sau đó kết nối vào đây. Rồi ok, sau khi mà đã kết nối được với điện thoại thì cuối cùng chúng ta sẽ cần đến đó chính là một cái dây tai nghe. Cái dây tai nghe này nó có tác dụng là thu âm giọng nói của chúng ta lại, sau đó để cái máy này nó sẽ chuyển thành cái giọng nói của người khác. Đây, mình sẽ cắm vào đây. Đó. Còn cái mục này là mục sạc cái máy. Bây giờ thì mình sẽ dùng thử cho các bạn xem nhé. Ở trên cái máy này thì nó có 8 chế độ thay đổi giọng nói. Ok, mình sẽ vào cái giọng nói đầu tiên. Đó. Ở cái giọng nói này thì các bạn nghe nó hơi vang vang một chút, nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn giọng giống giọng nói thật của mình. Sang giọng nói thứ hai. Ồ, các bạn nghe thấy gì không? Cái giọng nói này mình trở thành một người đàn ông rồi ấy. Nghe nó, ở đây thì nó là cái gì nhỉ? Magic sao thì magic nghe như kiểu là ảo thật ấy. Cảm giác cái giọng của mình nghe nó ảo diệu, nghe rất là buồn cười luôn. Rồi bây giờ thì sang cái hiệu ứng âm thanh thứ ba này. Sang cái hiệu ứng âm thanh này thì mình cảm thấy giọng nói của mình rất là dễ thương luôn ấy. Nghe nó cứ hay hay, nghe nó rất là thánh thông lắm luôn ấy. Rất là buồn cười. Ok, cái thứ tư nào. Đây. Nghe sang cái thứ tư này thì mình thấy thì nó cũng hơi giống cái đầu tiên một chút, nhưng mà nghe thì nó có vẻ nó sâu lắng hơn, bởi vì ở đây nó là deep ấy. Các bạn biết cái kiểu sâu deep đúng không? Đấy, thì nghe cái giọng nó hơi trầm một chút. Rồi bây giờ thì chuyển sang giọng tiếp theo. Đây, giọng này là cái giọng biến đổi giọng nói nam thành nữ. Tuy nhiên thì mình đang là giọng nữ rồi ấy, thì nó sẽ không biến đổi gì nhiều. Nó vẫn là giọng nữ của mình, nó chỉ nghe nó thánh thoát hơn một chút thôi. Còn nếu bạn nào là nam ấy thì nó sẽ biến thành giọng nữ. Rồi, tiếp theo này. Đây, đây là giọng nói biến đổi của nữ. Thì mình đang là giọng nữ rồi đúng không? Nên là mình sẽ biến đổi thành giọng nam. Đây, mình nghĩ là cái giọng này mình sẽ dùng để chôn chị My. Nghe cảm giác rất là hợp. Nhưng mà nghe nó hơi già già một chút. Thôi, giọng... Tiếp theo. Ok, vậy là mình đã test thử xong 8 cái chế độ hiệu ứng âm thanh này rồi. Và bây giờ mình sẽ thực hiện màn show luôn nhá. Bây giờ thì mình sẽ phải thăm dò tình hình của chị My trước đã. Mình nhắn cái gì nhỉ? Hello chị yêu. Hello chị yêu. Cho cái trái tim cho nó đáng yêu này. Mình thề với các bạn là đây là lần đầu tiên mình nhắn tin với chị My một cách tình cảm. Ai cơ giả người biết ngay mà.
Chị My, chị nghe thấy mình nhắn tin kiểu này là chửi ngay được. Con giờ mày lại định xin sỏ to cái gì à? Sao lúc nào chị My cũng lại nghĩ mình xin sỏ này? Thôi, không. Này em không xin sỏ gì cả. Này em không xin sỏ. Nhà xong lại xuống đây thì chết. Thế cơ á, đúng rồi đấy. Chị làm như lúc nào em nhắn tin tình cảm với chị cũng là để xin sỏ ấy. Thế quan điểm đúng không các bạn? Ta đang trên phòng và chị My đang trên nhà rồi. Thế giảng vui lắm rồi. Lên chơi. Kinh thế này rồi. Thôi, em đang ở ngoài, không ở nhà. Mày lại đi chơi. Gớm. Đi được nhiều bằng chị đấy mà mày lại đi chơi. Thì thế chị, các bạn luôn, chị đi suốt ngày đi chơi. Chị My bảo ở nhà đúng là chỉ có ngủ. Không mà chị đi, cứ sổng ra là đi. Chị làm như em là con Saka ấy mà dùng cái từ sổng. Em đi có việc mà. Có việc mà. Người ta có việc cũng không biết người ta đi chơi. Mày thì có việc gì ngoài chơi? Chị nói với bé cái mồm thôi. Các bạn nghe thế lại tưởng mình suốt ngày đi chơi. Mà mày nhắn tin cho tao có việc gì? Giờ nhắn tao. À, em chỉ muốn nói là muốn nói là em yêu chị. Sao thì mồm thì đấy. Nay mình xế thật sự luôn các bạn ạ. Nhắn tin mà xoắn hết cả da gà lên. Ôi chị My cho luôn cái mặt buồn nôn đấy của mẹ. Các bạn đã bao giờ ở nhà nhắn tin tình cảm với chị em ruột của mình chứ? Nay mày uống nhầm thuốc à? Nghe buồn nôn quá. Đùa. Sao chị lại như thế với em? Em còn là một đứa con gái dịu dàng dễ thương như này nhé. Đến giờ phút này chắc là chị My vẫn đang hoang mang không hiểu là mình đang định nói cái gì để biết ngay cho cái mặt cười. Chị My giờ đến hơi phũ các bạn. Chỉ có nhắn tin phũ thì chị My mới ok, chứ nhắn tin tình cảm thì chị My kiểu gì cũng nghi ngờ. Tao chưa bao giờ thấy mày dịu dàng dễ thương hết á. Các bạn thấy mình có dịu dàng dễ thương? Chị My có mà chị My không dịu dàng. Cái gì? Mày nghịch như con trai ấy. Cái gì? Chị nói lại em nghe nào. Mình mà nghịch á, nghịch một tí thôi mà các bạn nhỉ. Còn dịu dàng lắm. Ui chị nhấn mạnh luôn. Mày nghịch như con trai ấy. Thì đúng rồi đấy. Thì đúng rồi đấy. Cho chị My mông lung. Chị My đang rơi vào cái tình trạng hoang mang style. Ôi, chị My đang không biết làm gì rồi. Cái gì? Ý mày là sao? Ý em là em đúng là một đứa con trai.
đứa con trai. Nên hôm trước cái lúc này nó chảy lỏng ạ. Em đã đi khám, bác sĩ bảo là thực ra giới tính thật của em là con trai cơ. Tầm này chị My đã tin rồi này. À, nói gì nên hôm nay và tôi được đợi cho chị My hỏi xem nói cái gì đã. Chị rồi, chị My như tin rồi các bạn ạ. Chị My không biết nói gì rồi. Cầu mong chị My tin. Chị My tin thì cái màn trôn này nó mới ok. Lại cái gì thì chị My vẫn không tin rồi. Hôm nay mày lại trêu đúng không? Sao chị lúc nào cũng nghĩ em trôi, nghĩ em trêu chị chứ nhở? Em đang nói thật đấy. Chị biết nay em ra ngoài làm gì không? Ôi, mình cứ tưởng tầm này chị My tin sái cổ rồi, ai ngờ chị My lại cho một cái mặt cười nữa. Mày ra ngoài làm gì? Nay em đi làm thủ tục chuyển trường. Nhưng do sức khỏe không tốt nên bác sĩ hẹn em tuần sau. Còn nay em mới là phẫu thuật chuyển giọng, đúng rồi. Hô, mày đang chém gió đúng không? Mày chém gió sụn nóng trà tao rồi thế này. Trời ơi, bực mình với chị My thế nhỉ? Chị My giờ hơi bị cảnh giác rồi các bạn ạ. Chị không tin đúng không? Tin đúng không? Tối em về chị sẽ biết. Em chuyển giọng xong rồi. Giọng xong rồi đó. Mày chuyển giọng thật rồi á? Lúc này chị My tin rồi đây này. Vâng, em chuyển rồi. Từ giờ chị sẽ không còn được nghe tiếng nói líu lo, tiếng nói dịu dàng của em nữa đâu. Ôi, để tao gọi cho mày. Ok, nhưng chị phải thật bình tĩnh lên nhé. Mình nhắn tin còn đang loạn luôn. Bây giờ mà mình nghe, mình đang nói là mình đang ở ngoài cơ mà nhỉ? Không được, mình sẽ phải ra ngoài. Ôi, chị My gọi rồi các bạn ơi. Phải ra ngoài đã, cho chị My tin. Dương à? Cái gì? Sao mày đổi tiếng thật á? Hả? Ôi, thật mà, em bảo với chị rồi mà. Em bảo không phải lắm. Em đang ở
tôi không thích lắm, chắc là mày muốn ổn định thì nó nghe giọng nam hay hơn thì mày điên à? Thôi đi mày, chuyển về giọng nữ đi, sao tự dưng mày ấy giọng nam làm gì? Thôi nghe buồn cười lắm. Ôi tôi nhưng mà nghe buồn cười lắm. Thôi mày đi chuyển lại thành giọng nữ đi. Tự dưng con gái không muốn làm, tự dưng làm con trai làm gì? Đấy là tao trêu mày thế thôi. Đấy là tao trêu mày thế thôi. Ừ, đấy là tao nói thế thôi. Là con gái, ai chứ không kỳ lắm. Kiểu mặt thì con gái mà giọng con trai trông buồn cười lắm. Nghe buồn cười lắm đừng. Chị Hâm mà, hôm nay là em mới chuyển giọng thôi. Mấy hôm nữa là em sẽ sang Thái Lan để chuyển bản cười. Thôi nếu này là em thấy cũng hơi ok rồi. Giọng nam nên em đẩy được rồi. Thôi buồn cười lắm mà. Mà mày để giọng như thế này nhá, về bố mẹ chửi mày chết luôn. Bây giờ chị không phải lo. Trước khi đi em xin rồi, em xin bố mẹ rồi. Chị nghĩ em lấy tiền đâu ra mà đi chuyển giọng? Cái gì? Mày xin bố mẹ rồi á? Chứ sao mày không bảo với tao? Không hợp đâu, điên à, đừng để giọng này. Thôi thôi điên là nhà một đứa con trai thôi, mày làm con gái đi. Chứ không mày làm con trai thì ai đi mua sắm, ai đi chơi với tao? Thôi có, bây giờ mày làm con gái đi nhá. Thôi mày làm con gái đi, mày mượn gì tao cũng mượn, cho mày mượn, mày thích gì tao cũng cho, được chưa? Hả? Ừ. Chị ai bảo mày không nói với tao? Mày chả nói trước với tao đi. Mày không nói trước với tao chứ mày cứ thế mày đi. Thôi mày về đi. Thôi đừng phẫu thuật lại đi. Mày phẫu thuật lại thành giọng con gái đi, đừng để giọng này. Chị bảo em phẫu thuật lại á? Ừ. Tiền đâu ra nữa? Chị biết một ba phẫu thuật này em biết bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? 50 triệu. Mẹ mới cho em 50 triệu. Uầy, 50 triệu á? Tiền phẫu thuật lại. Ôi, 50... em phải con trai đấy. Hey. Chị vì chị thích em là con trai nên là chuyển thành con trai đấy. Thôi, mày phẫu thuật đi, tao cho mày tiền. Yên tâm, tao có tiền, tao có 50 triệu. Nhá. Ừ. Ờ, thế thì đấy đi. Ờ, thôi mày ấy đi nhá. Xong. Có, tao yêu thương mày. Thôi mày cứ chuyển giọng thành con gái đi, xong tao chuyển tiền cho thế nhá. Yêu thương. Ừ. Tao hứa. Ừ, thôi nhá, thế nhá. Ừ. Rồi, thế nhá.